con voi gâu trắng thì mình mới kết thúc cái series này nha. Nên là mọi người yêu quý mình thì mọi người cho mình xin một like, được đăng ký kênh để mình có động lực để săn cái em này lên cho mọi người coi. À đù, không có bóng 5 thì có bóng 4 nha anh em. Người ta nói là vạn sự khởi đầu nan, nhưng mà câu quầy thì gian nan á là bắt đầu nản luôn nha. Ok, rồi để coi là con này. Con gì? Mày hả mày? Lên em ơi. Ui, không quay anh em, cái em không quay, ngon. Đây, mình có bóng nè anh em. À lộn, bóng cá nha anh em, bóng cá nha. Ok, thì cái vị trí này á là cái vị trí mà anh NDK chỉ mình á, là chỗ này á là ra nhiều gâu trắng nha mọi người. Thì mình cũng đã có xem nhiều clip và mọi người đăng hình Facebook rồi. Thì cái chỗ này á câu cũng ra nhiều gâu trắng lắm. Mà sao tôi câu hoài không ra? Mày hả mày? Câu hoài không ra thì câu đỡ luôn này. Rồi xong đứt dây luôn. Nó làm sao á anh em? Con cá này nó làm sao ấy? Trời ơi, nó nhỏ xíu à mà câu cũng đứt dây nữa anh em, thiệt đau lòng thì chi. Hình như mình câu được 7749 ngày đâu người. Ấm bla xì bùa, ra cá đi, ra cá đi anh ơi, con gì hiện lên. Wow, lên cá thiệt mọi người, nhưng mà lên bóng 4 thì mình cứ tưởng bóng 5. Mày, ý, trời, tôi tưởng đâu là nó làm cái gì, bay tới đớp liền anh em. Lên mày ơi, hoài một con cá mập nữa anh em, tuyệt vời. Anh em thấy gì chưa? Cái bóng chà bá luôn anh em. Mình đang câu cái nó lên, cái bóng chà bá luôn. Mình bật vội quay video để lỡ con này là con gâu trắng rồi sao? Mình mà không quay clip nữa là chắc anh em chửi tôi chết. Cái con nhà tán hôm trước là một lần rồi. Đây là cái thành quả mà 7749 ngày câu ở hai đăng của mình đây anh em ơi. Mình sẽ lên em nó đây mọi người. Đó, để coi là y tí hụt ha lên. Thiệt mọi người, câu hoài nó không ra luôn mọi người. Mình câu 4-5 ngày đó mà chưa thấy tung tích em nó đâu luôn mọi người. Đấy, buồn lắm luôn ấy, thiệt nhiều khi nằm khóc ngủ không được luôn á. Mà bây giờ mà ai mà đứng trước mặt tôi mà nói tôi xui ha, là thiệt tôi block luôn. Tôi là tôi không có xui, tôi chỉ hơi nhỏ thôi. Đấy, tôi nói thiệt, tôi chỉ hơi nhỏ thôi. Cái câu hoài nó không lên, lâu lâu cái nó lên được cái bóng 5. Thiệt mừng hết lớn luôn, mừng y gan là má đi chợ mua bánh về cho ăn luôn. Mà câu lên thì đứt dây. Đó, wow dễ sợ đi chứ. Đấy, câu 4-5 ngày lên được cái bóng 5, tôi nói rồi, thời tôi tới rồi. Tại vì thường thường á tôi để ý á, nhiều khi tôi lên một bóng một phát là tôi lên cá luôn mọi người, tôi lên con cá hiếm liền. Đấy, ai dè đâu đứt dây. Số đã chiêu như thế rồi, biết nói làm sao bây giờ anh em. Ok, thì anh NDK cũng chia sẻ ý một cái bóng 4 nha, ngon. Được, anh NDK có chia sẻ là cho mình những cái góc câu như đứng như thế này nè. Đó, mọi người có thể đứng theo, nhưng mà tôi thấy tôi đứng hoài. Tôi đứng từ năm này tới năm sau, mùa hè này sang mùa hè sau mà có con nào đâu. Mày, rồi lụm con này là con gì, câu mày đỡ. Rồi cá xanh nữa. Wow, sau bao nhiêu năm chờ đợi thì anh ấy đã trở về với tôi. Anh cá xanh dễ thương thương ơi. 1 hour later. Mình thấy cái số mình nó làm sao á mọi người. Câu không ra mọi người, một ngày ngồi 4-5 tiếng ngồi trên cái máy tính mà ngồi muốn một cái ghế mà mòn cái xương sống luôn. Không ra, cho nên là thôi tôi quyết định là móc cái iPhone dép ra, nằm xuống mà câu. Chứ bây giờ ngồi hết nổi rồi, bây giờ nằm xuống câu tới đâu tính tới đó mọi người. Đấy, thì mình sẽ chuyển sang cái iPhone dép của mình để mình câu nha. Thì mình câu với tem của mình này. Anh NDK thì ảnh hay câu cái góc này mọi người. Đó, thanh niên là chỉ là chạy cói ra góc này là quăng cằn, quăng pop. Đấy, câu một góc như thế này thôi. Mình thì mình áp dụng theo những cái góc của anh NDK chia sẻ. Thì mình có câu thử nhưng mà anh em có thể thấy là không có lên. Còn lên bóng 4 mà. Mà ổng thì ổng câu lên gâu trắng, ổng lên hình như là ba ổng con rồi. Đấy, dương miệng các kiểu luôn. Thiệt đỉnh vai trưởng luôn, tôi không biết làm sao mà ổng hên vậy luôn á. Tôi xin một phần hên của ổng mà ổng không cho anh em. Ổng nói mày xui quá trời rồi, xin chi mất công. Đấy, mày nghe mà đau lòng anh em mà chơi vậy đó anh em à. Đấy, hồi chừng không chừng hồi câu chung hồi ốc lên con gâu trắng nữa là tôi là block ông luôn, nghỉ chơi ông luôn anh em. Thì nói chung là anh em có thể là áp dụng theo những cái vị trí mà anh NDK có thể đứng nè. Chứ tôi là tôi thua rồi, tôi đứng là không có ra cá, có lẽ là tôi không có hợp với những cái góc của ổng chỉ anh em ạ. Thì ở đây là thêm một góc đứng của anh NDK nữa mọi người. Chứ cái góc kia nãy tôi câu là có cái nịch đó, thiệt luôn á. Ổng câu lên, nhưng mà tôi câu không lên, cho nên là